lời Chúa theo Thánh Gioan chương 13 từ câu 1 đến câu 15. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình, còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa con ông Simon Iscariot ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa. Toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch. Nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Quý vị và các bạn thân mến, thánh lễ chiều nay giáo hội cử hành thánh lễ Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, gọi là thánh lễ tiệc ly. Chúng ta thường xuyên lên đón nhận bí tích thánh thể, vậy có khi nào đặt câu hỏi tại sao Chúa Giêsu lại lập bí tích thánh thể không? Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và người yêu thương chúng ta đến cùng. Đức Giêsu biết giờ người đã đến, giờ phải bỏ thế gian về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Vì yêu thương chúng ta, vì muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, trước khi bước vào con đường khổ nạn, chịu chết, phục sinh về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể. Thánh thể chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu: "Thầy sẽ ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế." Chúa Giêsu yêu chúng ta như thế đó, còn chúng ta thì thế nào? Chúng ta đã sống trọn tình con thảo với Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể chưa? Chúng ta có ý thức tham dự thánh lễ một cách tích cực không? Chúng ta có luôn chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để tỏ lòng yêu mến, tôn thờ và rước Chúa vào lòng không? Hay vẫn còn thờ ơ với sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với tình thương mà Chúa đã thương yêu cho chúng con. Amen.